Âm thanh Đức Hạnh xin chào quý vị khán giả trên mọi miền tổ quốc, thân mến. Hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2018, tại cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh thì đón hai đoàn khách đến từ Bắc Giang và một đoàn khách đến từ Linh Hiệp, Bắc Linh về cửa hàng, có sắm cho mình một chiếc âm ly 7825 mã. Đây là sản phẩm của bác ở Bắc Giang, một chiếc 7825 mã và một chiếc điện 1200. Và sản phẩm thứ hai của một bác khách hàng đến từ Linh Hiệp, Bắc Linh, sắm cho mình một chiếc đầu đời lông 1650 GL mặt quay, hàng mới về nha. Đây là sản phẩm của ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2018, và trong buổi sáng sản phẩm này cũng là sản phẩm thứ tư lên đường ngày 25. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Và Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc ưng ý bộ sản phẩm nào bên Âm thanh Đức Hạnh thì hãy liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Bên cửa hàng thì còn rất nhiều các sản phẩm, hàng ngày nào cũng về. Chiếc đầu CD gà lông 1650 GL mặt phay, xin thông báo với quý vị và các bạn cũng đã có chủ. Âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc những sản phẩm của ngày hôm nay lên đường về với những đoàn khách. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.